gì nữa vậy trời? Đang người ta đang chơi game ai bấm chuông cửa vậy ta? Ủa tự nhiên sao có cái tiếng gì ồn ào đây vậy ta? Ủa đây là một cái đồng hồ mà ai vứt cái đồng hồ gì ở đây mà sao nó len hoài vậy trời? Sao chả thấy chủ cái đồng hồ này gì hết trơn trời? Chắc ai đó phá mình quăng cái đồng hồ hư này. Được rồi, bây giờ mình sẽ vứt cái đồng hồ này, mình quăng vô bãi rác các bạn ơi. Thôi được rồi, đi lên chơi game tiếp thôi nào. Chơi game à? Cả gì mà bấm chuông hoài vậy ta? Wow rồi đó nghe. Ai mà tìm tôi hoài vậy? Ôi đây là ai vậy? Tôi ơi giúp anh với. Anh chính là người đồng hồ lóc men đây. Cái gì cơ? Tại sao ngày hôm nay cái người của anh lạ quá vậy? Cái gương mặt của anh nó có một dấu chấm hỏi kìa. Tôi ơi giúp anh kiếm lại cái mặt nạ với. Có ai đánh cắp cái mặt nạ của anh rồi? Ủa như vậy thì cái mặt nạ của anh nó như thế nào vậy? Nó có một mặt kim đồng hồ với màu vàng. À thì ra cái đồng hồ hồi nãy chính là của anh lóc men. À em biết nè anh ơi, nó nằm ở... Ủa? Đâu mất tiêu rồi? Ủa đâu người ta? Ủa đâu người ta? Ủa em tìm thấy nó không tụi em? Dạ đâu có đâu anh. Hình như là anh lộn rồi, em không có tìm thấy. Chết rồi mấy bạn ơi, mình đã làm mất cái mặt nạ của anh Lóc Men rồi. Không, nếu như mất cái mặt nạ anh không thể sống được đâu. Ủa tại sao vậy anh Lóc Men? Em thấy chuyện này bình thường mà, anh cứ lộ mặt anh đi mọi người sẽ hết lắm luôn á. Không được đâu, gương mặt của anh rất xấu và nó còn liên quan tới quá khứ đen tối của anh nữa. Người ta sẽ không để cho bất kỳ ai thấy gương mặt đó của anh đâu. Vậy là anh Lóc Men không muốn mấy bạn fan thấy mặt của anh ấy rồi. Bây giờ mấy bạn hãy like video và đăng ký thiệt là mạnh đi, để chúng ta có thể thấy được mặt anh Lóc Men nào. Ui quá trời mấy bạn like luôn kìa anh ơi. Bây giờ anh lộ mặt đi mấy bạn thích lắm luôn á. Không đâu, giờ em hãy kiếm với anh cái đồng hồ đây. Đi đây. Ê anh Lóc Men, anh Lóc Men. Chết rồi các bạn ơi, anh Lóc Men đã mất đi gương mặt của anh ấy và bây giờ anh ấy rất là buồn và cần tìm lại mặt nạ luôn rồi. Nhưng mà mình tò mò gương mặt thật của anh ấy qua đây à. Anh ấy có nói là gương mặt thật của anh ấy sẽ ảnh hưởng tới quá khứ đen tối. Nhưng mà quá khứ đen tối của anh ấy là như thế nào ta? Nghĩ là mình nên vô nhà và mình sẽ mượn cổ máy thời gian của Doraemon để quay ngược thời gian về 15 phút trước để xem thử cái đồng hồ nó đã biến mất ở đâu nha các bạn. Tên. Các bạn hãy nhìn nè, đây chính là cổ máy thời gian của Doraemon mà mình đã mượn được. Bây giờ mình sẽ leo lên cổ máy này và mình đi về thời gian thôi các bạn ơi. Hiến cha. Ủa mà quan đã, sao tự nhiên mình chỉ đi quay về quá khứ thôi mà bây giờ mình đang ở trong cái chỗ nào mà nó còn có mấy cái hiệu ứng click nữa kìa. Ui cái gì vậy? Tự nhiên nó cho mình đi đến đâu đây? Sao nhìn cái màu video này nhìn nó màu vàng vàng, nhìn như đang ở trong quá khứ vậy trời. Mình chỉ muốn quay về 15 phút trước để có thể tìm ra được ai là người đã lấy cái mặt nạ của Lóc Men, mà bây giờ mình đang ở chỗ nào đây chị ta? La đi chơi ta, đi chơi ta. Trên lưng cô bé đó có cái gì vậy? Đó chính là anh Lóc Men mà. Không lẽ nào cậu bé đó chính là anh Lóc Men thời còn trẻ trâu sao các bạn? Và không lẽ là cổ máy thời gian đã đưa mình về 20 năm trước để mình coi thử mặt thật của Lóc Men thời còn nhỏ và xem thử coi lại sao Lóc Men đã trở thành một siêu anh hùng nhỉ các bạn? Ủa? Sao anh chặn đường em vậy? Cậu con kìa, mau đưa tiền ra đây. Không thôi là đừng có trách tụi giang hồ tụi tao đó. Ơi mấy anh ơi, em không có tiền đâu. Mấy anh ta cho em đi. Cái gì vậy các bạn ơi? Lóc Men thời còn nhỏ bị ăn hiếp kìa. Mau đưa tiền ra nhanh lên. Không thôi thì đừng có bà trách. Chết rồi mấy bạn ơi, mấy tên giang hồ. Thôi anh ơi, ta cho em đi mà. Chết rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình không thể nào can thiệp vào quá khứ. Nếu mình can thiệp vào quá khứ thì tương lai sẽ bị thay đổi. Mày liệu hồn tụi đó. Hình như là mấy cái tên giang hồ hắn ta đã bỏ đi vì đánh lên Lóc Men xong rồi kìa. Trời ơi tội nghiệp anh Lóc Men hồi nhỏ mấy bạn ơi, bị ăn hiếp quá trời luôn. Ơi nhưng mà mình mới nhận ra một điều, anh Lóc Men hồi nhỏ cũng là con người, nhưng mà tại sao lớn lên anh ấy lại trở thành một cái dấu chấm hỏi bí ẩn vậy chứ? Dạ ước gì sau này mình có năng lực để mình chống lại mấy tên bắt đạn đó mới được. Ui mấy bạn ơi, thì ra Lóc Men đã từ nhỏ đã muốn trở thành một siêu anh hùng để có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới kìa. Ơi chuyện này chắc cũng không có xa đâu, giờ mình phải về ăn cơm với ba mẹ để có thêm sức khỏe mới được. Đi thôi. Cái gì cơ? Lóc Men nói Lóc Men cũng có ba mẹ sao? Mình phải đi coi gia đình của Lóc Men vào 20 năm trước nó như thế nào nha các bạn. Đưa ba mẹ con nhà ông mới về. Ôi cái đó là ba mẹ của Lóc Men kìa các bạn ơi. Ô con trai nhà ông mới về rồi đó hả? Dạ con đi học nhưng mà con bị bắt nạt à. Thôi đừng buồn con trai của ta, hôm nay ta sẽ dẫn con đi công viên. Đúng rồi đó, mẹ sẽ thưởng cho con trai của mẹ. Con trai của mẹ tội nghiệp quá đi à. Yeah đi công viên.
liền. Công nhận là gia đình của Lockman hồi còn nhỏ cũng hạnh phúc thiệt luôn đó mấy bạn. Nhưng mà với một tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc như vậy thì lý do nào mà đã khiến cho Lockman bị tự ti và không dám xô mặt của mình vậy ta? Sao mà họ đi nhanh quá vậy ta? Ui, còn họ kìa. Yeah, tới công viên rồi. Ui, cuối cùng thì họ cũng đã đến công viên rồi sao? Ui, bây giờ Lockman cùng với gia đình đã đi vào trong và đi chơi công viên giải trí rồi nha các bạn. Ở đây có không ta? Đó là ai nha các bạn? Một người đàn ông đang đi rình mò trong công viên làm cái gì vậy ta? À, chắc là người lạ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà bây giờ gia đình của Lockman đang ở trong kia rồi, mình đứng ở đây mình đợi làm cái gì đúng không các bạn? Làm cho mình tự nhiên cảm thấy hơi bị buồn ngủ luôn á. Hay là bây giờ tôi ngủ một giấc rồi. A few moments later. Ủa, mấy giờ rồi? Trời đất ơi, tính ngủ một xíu thôi mà bây giờ trời tối mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà không biết là gia đình Lockman đã đi chơi công viên giải trí xong chưa nữa. Mình đợi lâu quá đi à. Trời ơi, có ai không giúp gia đình của con với? Hả, giọng nói này là giọng của Lockman mà. Ủa, có chuyện gì ở trong đây vậy? Đã có chuyện gì với Lockman à? Cái đó chính là... Ba mẹ ơi, sao ba mẹ nằm ở đây à? Tỉnh dậy đi mà. Ba mẹ của Lockman đã bị sát hại rồi. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc mà mình ngủ quên đi vậy? Nhưng mà bây giờ mình không có thể nào mà giúp được Lockman hết cho các bạn à. Nếu bây giờ mình nhúng tay vào ấy, chắc chắn tương lai sẽ bị thay đổi. Tội nghiệp cậu ấy quá đi các bạn ơi. Chết rồi, làm sao đây ta? Làm sao đây ta? À, thằng nhóc con, ngươi đây rồi. Ta sẽ biến ngươi thành quái vật điều khiển thời gian mạnh nhất trên thế gian này. Cái gì? Hắn ta nói cái gì các bạn? Hắn ta nói là muốn biến cậu bé trở thành một quái vật điều khiển thời gian là sao vậy? À, ta đã giết hết ba mẹ của ngươi rồi. Giờ ngươi hãy đi theo ta nè. Cái gì? Hắn ta đâu đi rồi? Hắn ta đã đi vào đây sát hại ba mẹ Lockman và đã bắt cậu ấy. Nhưng mà các bạn có nghe hắn ta nói gì không? Hắn ta muốn bắt cậu ấy đi nghiên cứu trở thành một quái vật thời gian. Cái đó là gì vậy? Bây giờ mình cần phải quan sát thôi coi chuyện gì đã xảy ra với Lockman. Hay có thể chỉ là mấu chốt thay đổi luôn cả cuộc đời của Lockman mà khiến cho gương mặt của Lockman sau này bị thay đổi đấy các bạn à. Nên bây giờ mình cần phải đi coi thử chuyện gì đã xảy ra nha. Hình như là mình đã đến rồi đây nè. Đây chính là căn cứ của ông tiến sĩ hồi nãy. Ôi, đó chính là Lockman lúc còn nhỏ kìa. Bây giờ thì bắt đầu thí nghiệm tối nào. Ông ta bắt đầu thí nghiệm Lockman rồi kìa. Ui, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy bạn ơi, nhìn kìa, thì cái đó chính là Lockman phiên bản quái vật sao? Đó chính là gương mặt thật sự của Lockman sau tấm mặt nạ mà anh ấy đã giấu với mình lúc nãy nha. Bây giờ mình đã hiểu nó ghê gớm cỡ nào và khiến cho Lockman phải rất là tự ti về quá khứ của mình rồi. Ủa nhân ơi, quái vật đồng hồ của tôi đã xuất hiện rồi đây. Hay quá, cuối cùng tôi cũng đã trở lại rồi. Giờ cùng với ta thống trị thế giới là như nào? Chính là do cái tên tiến sĩ đáng ghét đó. Mà bây giờ Lockman nó không còn là một cậu bé dễ thương nữa, mà cậu ấy đã trở thành một con quái vật đồng hồ rồi kìa. Bây giờ hãy cùng với ta tiêu diệt thế giới nào, quái vật đồng hồ. Cái gì trời, hắn ta yêu cầu Lockman tiêu diệt thế giới sao không được? Mình phải ngăn cản lại. Tuân lệnh thưa chủ nhân. Lockman dừng lại, Lockman. Bọn em không nhớ chuyện gì đã xảy ra với em sao Lockman? Tên tiến sĩ đáng ghét này hắn ta đã sát hại ba mẹ em đó. Hắn ta còn biết em trở thành quái vật nữa nên bây giờ em đừng có nghe lời hắn ta. À, cái thằng nhóc này đâu ra vậy? Sao nhìn mày không giống con người ở đây vậy? Tôi ở đâu thì ông đừng có quan tâm. Tôi không phải là người đây. Lâu mẹ nè, bây giờ em hãy nhớ lại đi. Hãy cố gắng đừng nghe lời hắn ta. Hắn ta đang muốn lợi dụng em thôi. Tao mình giúp đâu quá vậy? Hình như mình nhớ cái chuyện gì đó. Ba mẹ bị sát hại sao? Còn mình thì bị bắt cóc sao? Tại sao hắn ta đối xử với mình như vậy? Tên tiến sĩ kia người chính là đồ đen ghét ta đi tiêu diệt người. Đúng rồi đó, lâu mẹ tao tiêu diệt hắn ta. Tên quái vật đồng hồ kia, người không nghe lời ta sao? Ta người chết tạo cái mi đấy. Người dám lời ta sao? Bây giờ hãy chết đi. Người dám phản bội ta sao? Wow, Lockman đánh bại hắn ta rồi các bạn ơi. Giỏi lắm Lockman ơi. Cái gì, mình đã cho mình diện xấu xí mà còn có gì sát hại một người nữa? Không phải đâu Lockman à. Lockman dừng lại đi Lockman à. Lockman ơi, em đừng có mà suy nghĩ như vậy. Em đã làm một chuyện tốt rồi. Em đã đánh bại cái xấu rồi. Và bây giờ em đã trở thành một anh hùng rồi đó. Và bây giờ em hãy sử dụng cái sức mạnh này nè. Em hãy đi bảo vệ thế giới này đi. Thế giới này cần những người như em đó. Thật vậy sao anh? Giờ mình sẽ trở thành một siêu anh hùng với năng lực tao tốn thời gian mới được. Và mình sẽ gọi nó chính là Lockman. Đúng rồi đó, đúng là Lockman rồi đó. Cái gì? Ôi, tự nhiên cái thời gian nó bị click nha. À, Lockman ơi, cố gắng bảo vệ mọi người rồi. Ôi, cái gì các bạn ơi, click quá trời rồi không? Trời đất ơi, mình đã trở về thế giới bình thường rồi. Ủa, nhưng mà khoan đã, vậy là nãy giờ là nguyên một chuyến đi là mình chỉ có thể tìm được mặt thật của anh Lockman thôi. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được mặt nạ của anh ấy. Yeah, tìm được mặt nạ rồi, vui quá đi. Ôi, cái đó là Lockman kìa. Anh Lockman ơi, em đang biến
được mặt thật của anh rồi. Chị đổi mặt lại rồi. Nhưng mà làm sao em biết được? Thôi không sao đâu anh ơi, anh cứ quay mặt lại đi. Em đã biết được mặt thật của anh rồi. Và em biết anh có một quá khứ cực kỳ bi thương luôn. Anh cứ để cho em coi mặt thật của anh đi. Mặt thật của anh đây nè. Ôi các bạn ơi, đây chính là gương mặt của anh ấy. Nhưng mà các bạn đừng có chê trách anh Lockman nghe. Tại vì anh ấy đã bị một tên tiến sĩ làm cho anh ấy trở thành như vậy. Chắc chắn anh ấy là một con người rất là dễ thương. Trời ơi, em không có sợ gương mặt này của anh sao? Đương nhiên là không rồi, có gì đâu mà phải sợ đúng không anh? Tại vì anh là người tốt giúp đỡ mọi người mà. Dù anh là một siêu anh hùng nhưng mỗi lần anh lột mặt nạ ra mọi người đều sợ hãi anh. Anh đã không xuất hiện mặt thật cho mọi người đỡ sợ. Bây giờ anh cứ đeo mặt nạ vào đi, em sẽ giữ bí mật này cho anh. Và anh đừng có buồn nha, mọi người sẽ không chê trách vì gương mặt này của anh đâu, vì anh rất là tốt bụng mà. Chà, anh ấy đã đeo mặt nạ lại rồi kìa. Cảm ơn em nhiều nha, sao ấy. Không có chi đâu, ok, video Lockman lộ mặt bên này cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn coi video này và muốn coi video liên quan về Lockman nữa, các bạn hãy lên vào video vì sao Lockman bị ghét. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn một ngày lành. See ya.